Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 30 tháng 10 tháng đủ. Thì cũng có nhân duyên, tôi vừa đi tịnh tu ở Bảo Lộc vừa về. Thì sẵn đây tôi cũng xin nhắc nhở chư Phật tử, trong cái buổi thời mạt Pháp hôm nay thì chúng ta phải nương vào Pháp môn tịnh độ thôi. Thì tôi cũng như chư Phật tử thì đã thấy rõ chính mình, thực chứng lấy cái cuộc sống càng ngày càng xuống dốc về phần tinh thần, và vật chất thì càng ngày càng lên cao. Chúng ta bây giờ hưởng thụ quá nhiều, tôi dùng chữ quá đó, cho nhiều thì không nói mà quá nhiều, tức là quá đầy đủ, mà tinh thần chúng ta theo không kịp. Thì tôi thì không coi báo, không coi truyền hình, nhưng mà tôi có coi báo và không có Phật giáo đó. Thì nó đăng những cái tin giật gân, những cái tin ít mà quan trọng nhất là tin giết người. Tới là chú bé đó, còn nhỏ chưa thành niên nữa, chắc là dưới 18, 17 tuổi vậy đó, mà giết cả một gia đình, cha mẹ con cái để mà lấy vàng. Vì sao? Vì nhà nghèo, có vậy thôi. Rồi biết bao nhiêu người vì tiền bạc có chúng vậy thôi. Bởi Phật tử bây giờ cũng vậy, vì tiền bạc anh em chia rẽ, khi cha mẹ chết rồi thì gia tài bắt đầu chia, rồi thưa kiện nhau cả năm trời mới yên. Rồi thế giới bây giờ cũng chiến tranh, cũng tiền bạc. Cái mỏ dầu quá lớn ở Trường Sa, Hoàng Sa đây, rồi năm tới là chiến tranh lớn. Vì mỏ dầu là gì? Cũng là tiền bạc. Thành ra chúng ta thấy cái đời nó xuống dốc dữ lắm. Mà chúng ta, cả người dân không nói gì, mà cả mấy người tu cũng vậy. Bây giờ cũng vì tiền bạc không? Các cái chùa to, cột lớn. Thì tôi có đi rồi, Phật tử mà ghé mấy cái chùa thì vô đầu tiên là trụ trì xin tiền. Nói ôi, không có gì hết đó. Không có pháp lý, không có gì hết đó. Thành ra giết rồi tôi cũng không dám ghé chùa nữa. Tôi nói được rồi, tôi đi chỗ cột tử vô, cho tôi ngồi ở ngoài à. Vô làm một sức để hỏi cái vấn đề tu và cầu pháp. Mà bây giờ không có pháp, chỉ có tiền thôi. Tiền thì được đức tiếp đón. Thành ra trong cái văn hóa Phật giáo nó có viết cái câu là thích cười đó. Có tiền thì là tiên là Phật. Có tiền là sức bật của cuộc sống. Có tiền là sức sống của tuổi trẻ. Có tiền là sức khỏe của ông già. Có tiền là cái gì đó dài dài. Cuối cùng kết luận là có tiền là hết ý. Cái gì cũng được hết. Đó là ngoài đời á. Thành ra mà nó đem ra đưa ra. Thành ra bây giờ tất cả thế giới đang tranh nhau về tiền bạc. Rồi đổ máu. Nếu thì chẳng qua cũng tranh hùng trong giấc mộng thôi. Rồi đến lúc bỏ vương quan trúng thì chẳng qua tuồng mộng ảo mà thôi. Thì chúng ta nghĩ là trước trăm năm nào đã có tôi, mà trăm năm nữa tôi rồi chẳng có. Trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ, nhân sanh thấp thập khổ lai hy. Con người sống 70 tuổi là rất khó kiếm. Không tới trăm năm mà giành nhau quá trời để giết nhau. Thì chúng ta mới hiểu là con người bây giờ nó xuống dốc nhiều. Thì Phật Pháp cũng đang xuống dốc. Thì đúng ra bây giờ là không có đạo Phật, chỉ có đạo người trời thôi. Mà chúng ta không phân biệt đạo Phật với đạo người trời như thế nào. Thì trước Thái tử Si Đạt Ta là có 62 tôn giáo rồi. Rồi Thái tử mới đi tìm cái bất tử, tức là cái niết bàn, cái chấm dứt luân hồi sinh tử khổ đó. Thì sau khi Ngài xuất gia rồi, qua bốn cửa thành thấy sanh già bệnh chết, Ngài muốn chấm dứt cái đó. Thì hỏi Sa Nạt nó, Ngài cũng vậy thôi. Rồi tới cửa thành thứ tư gặp thầy tu nói có thể chấm dứt luân hồi sinh tử khổ, nhưng phải đối sống đời sống độc thân. Do đó Ngài dứt gia đình, dứt vợ con, dứt lâu đài vàng son gác tía, để rồi mang cái mảnh y khất sĩ, bỏ cái bộ áo vía của hoàng tử. Nhưng mà tới cuối cùng tìm đạo thì 62 tôn giáo đều dạy pháp người trời đó. Thay thế
từ địa ngục lên ngạ quỷ, lên súc sanh, lên Atula, tên người, lên trục giới, rồi trời sắc giới, rồi vô sắc. Rồi tới cõi vô sở xứ là tương tự như A-la-hán, tương tự là giống giống. Rồi tới phi phi tưởng là giống như Như Lai, hết rồi, cao nhất. Nhưng mà khi Thái tử đó học đạo với quốc đầu Lâm Phất và A-la-la, thì Ngài thấy cái chỗ sai, thì Ngài mới nói cho hai ông thầy của Ngài. Hai ông thầy đã dạy Ngài thì đệ tử học làm 7-8 năm, 9-10 năm rồi mới đắc được cái đó. Ngài có 7 bữa à, Ngài đi tới đó rồi. Nhưng Ngài biết là sai, Ngài trình bày cho hai ông thầy bí lối, biết rằng Thái tử hay. Nhưng mà hỏi Thái tử về con đường đúng của A-la-hán và của Như Lai như thế nào, thì Thái tử cũng chưa biết, biết là sai. Nhưng mà con đường đúng như thế nào thì Ngài còn Bồ Tát mà, chưa có đắc quả Như Lai đâu. Cuối cùng thì hai ông thầy mới thỉnh Ngài làm giáo chủ thay thế bị ông già rồi. Ngài nói không, tôi không phải lại đây để làm giáo chủ, mà tôi muốn kiếm sanh già bệnh chết. Hồi nay Ngài kiếm hết Ấn Độ cũng không có, mà thiệt, Thái tử phải tự đi tìm lấy. Thì xuất gia bỏ hết, 6 năm tìm đạo, 5 năm khổ hạnh, cuối cùng chết giấc với cái sự mà khổ hạnh. Ăn Ngài có một hụt mè, 6 năm không tắm. Thì cuối cùng sau khi tỉnh dậy, Ngài biết là hồi lúc làm Thái tử thì không thể thành Phật được, nay khổ hạnh cũng không đến như giải thoát được. Ngài mới xuống dòng sông Ni Liên, tại cái cội Bồ Đề đó, Ngài tắm rửa, Ngài lên, Ngài thề rằng nếu máu ta có khô, xương ta có mục, thì nhất định tại Bồ Đề này mà ta không tìm thấy có bất tử, không thể tìm thấy Niết Bàn, thì ta thà chết, chứ nhất định là không rời khỏi gốc cây này. Thì Ngài nhập định luôn 49 ngày, một cuộc nhập định vô tiền quá ngẫu. Trước là trước không có, thì sau cũng không có. Thì Ngài đắc thành Như Lai. Đó, thì sau khi thành Phật rồi, thì Ngài muốn đi giáo hóa ngàn lưỡng lự. Ngài tính nhập với Niết Bàn lợi tích là bỏ xác chết. Thì chư tiên thấy hiểu, mới xuống thỉnh Ngài. Thì Ngài nằm nhìn ra cái hồ sen trước mặt Ngài đó, thì có những cái sen nó đang chìm dưới nước, những cái sen nó lơ lửng, những cái sen vượt khỏi nước. Thì chúng sanh là một cái hồ sen, một cái biển khổ. Thì trong đó có nhiều trình độ quá thấp thì đầu hàng thôi, cũng như cái lớp học. Còn trình độ bậc trung đó là lơ lửng ở trên mặt nước thì rất nhiều. Còn trình độ mà vượt lên khỏi cũng có mà ít hơn. Thì cuối cùng Ngài nói mấy người này độ được, bậc trung và bậc thượng. Còn bậc hạ thì đầu hàng thôi. Rồi thì Ngài mới đứng dậy, Ngài nói thôi ta đi giảng pháp, chư thiên khỏi cần thỉnh nữa. Ai có mắt thì thấy bằng mắt mình, ai có tai thì nghe bằng lỗ tai mình, ai có mũi thì thở bằng chính lỗ mũi mình, chứ không phải thấy bằng mắt Như Lai, thở bằng lỗ mũi Như Lai. Thì giáo pháp Đức Phật là tự tu, tự ngộ, tự thành chánh giác, chứ không có nương vào cái tha lực. Tha lực chỉ là phụ, do cái chỗ đó mà người ta hiểu lầm. Đạo Phật là tự lực. Không có ai tu mà tự lực được hết á. Cuộc đời này giàu cho tối thượng thừa cũng như Bồ Đề Đạt Ma thì cũng phải tha lực thôi. Tha lực là sao? Phải ăn, phải mặc, phải ở, phải bệnh. Ăn là phải nhờ ai? Thì nhờ tất cả ba tánh. Mặc thì quần áo cũng nhờ ba tánh, chứ người tu đâu có làm cái gì đâu. Nhưng mà cái tha lực rất ít, còn cái tự lực phải nhiều. Còn ngoại đạo thì đa số là nhờ vào cái tha lực, còn tự lực là rất ít, mà cũng không biết giải thoát là cái gì. Thì cuối cùng đó, sau khi mà 49 năm giảng pháp, Ngài sắp sửa vào Niết Bàn, là Ngài già khú rồi, gần 80 tuổi rồi. Thì Ngài biết mình nếu có sống cũng không độ ai được, bị mình yếu rồi, mắt lờ tai điếc, chân mỏi gối dùng rồi, giờ phải nhập Niết Bàn thôi. Thì Ngài biết rằng sau này cái giáo pháp thì cái gì cũng phải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Thì đạo Phật cũng vậy thôi. Thì Ngài chết đi rồi đó, thì 1.000 năm là thành, 1.000 năm là trụ, còn hoại không thì 10.000 năm. Tức là tất cả là 12.000 năm. Nhưng mà vì thâu người nữ cho nên mất 500 năm. Thì 500 năm là chánh pháp, còn tượng pháp 1.000 năm và mạt pháp 10.000 năm thì Di Lặc mới ra đời. Thì lâu quá Ngài biết cái giáo pháp, Ngài tới mạt pháp 10.000 năm đó thì
đạo Phật không còn nữa, mà đạo người trời nó tràn lan, tức là thời buổi chúng ta. Bây giờ là 2.000 mấy trăm năm rồi, mà từ 1.500 năm về sau là mạt pháp rồi. Thành ra bây giờ chúng ta tu mà thành Phật đắc quả rất là khó. Mà đừng nói thành Phật mà có quả thánh quả đầu tiên là nhập lưu như thế nào, cái bánh vẽ thôi cũng không ai biết, chứ đừng nói là thực hành. À, thì nếu tôi nói cái thánh quả nhập lưu, quý vị mới thấy là quý vị cũng không hiểu được. Tôi trăn trở nó 4 mấy năm trời, bây giờ tôi mới hiểu được. Và hiểu mà sống với nó thì trời ơi, kiếp này tôi không làm được. Cùng lắm là nhập lưu nhất đăng lai, mà không biết có thiệt không nữa. Không khéo là nhận giặc làm con, thuộc ngũ ấm mà. Còn đắc quả la hán thì chắc là đỏ con mắt. Do đó Đức Phật mới chuyên ký rằng Ngài rất thương chúng sanh. Ngài nói thôi bây giờ các con không thể qua thánh quả được đâu. Từ 1.500 năm về sau là thời mạt pháp. Mạt là gì? Mạt là cái nhánh nhóc. Mạt là cây, mạt là cái ngọn cây đó. Còn cái gốc là mất rồi, chỉ còn nhánh nhóc thôi. Rồi làm sao mà tìm về cái gốc được? Thì Ngài nói thôi ta giới thiệu pháp môn tịnh độ. Bởi vì mấy con tu đó thì phải có Phật. Không nương, bởi vì còn Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì chư Tăng cũng nương vào Phật Thích Ca. Cho đến thì Đức Phật Thích Ca chết rồi, A Nan khóc. Có mình A Nan còn bao nhiêu 1.250 vị thì đắc thánh quả A La hết. Có mình A Nan là nhập lưu thôi. Mà nhập lưu là còn thương cảm đấy. Đức Phật mới đầy. A Nan mới hỏi sau khi Ngài tịch tụi con lấy ai làm thầy. Thì Đức Phật nói ta còn sống ta cũng đâu phải xưng thầy. Mà chính giáo pháp của ta mới là thầy. Thành ra bây giờ tôi quan trọng cái giáo pháp là quý vị phải đi nghe pháp tôi. Quý vị đến tịnh xá không đến cũng được. Ngày thường nhưng mà tôi năn nỉ. Tôi dùng tiếng năn nỉ đó. Rồi quý vị thấy nó rất quan trọng. Chỉ cần 2 ngày cúng hỏi. Hoặc là trai tăng. Quý vị đi nghe pháp rồi quý vị về. Nếu không rảnh thì nghe pháp rồi về. Tại sao vậy? Vì trong các cõi đời này bố thí có tài thí, pháp thí, vô quý thí. Tài thí là bố thí tiền bạc, tài sức của mình. Vô quý thí là hy sinh xác thân này cho chúng sanh. Không bằng 1 phần tỷ của pháp thí nữa. Tại sao vậy? Vì tiền tài đó thì ăn hết. Cứ như bây giờ quý vị đi Quỷ Lão, quý vị rất thích. Bất quá là giúp cho người ta sống được vài tháng, vài năm hay vài chục năm thôi. Rồi người ta cũng đói nữa thôi. Nhưng mà vật chất nhiều mà thiếu tinh thần thì chúng ta thấy chết. Mấy người nghèo uống nước lạnh, ăn bữa đói bữa no, mà nếu có tâm thần họ an, họ có thể sống khỏe thôi. Còn những người giàu có chùa to, có lầu cát, có xe hơi nhà lầu, mà bế tắc về tinh thần 5 phút là tự tử rồi. Như vậy là cái xác thân có thể nhịn đói 100 ngày không chết, mà cái tinh thần đó nhịn đói 5 phút là tự tử rồi. Thì chúng ta biết tinh thần rất là quan trọng. Mà tinh thần là gì? Là pháp lý. Chúng ta hiểu tưởng đâu Đức Phật với chúng ta là khác. Thật ra nói khác thì không đúng, mà nói một thứ thì không đúng. Đức Phật cũng ăn mặc ở bệnh, cũng bệnh già già, cũng chết như 2 cây sa la song tọa. Mà trước kia Ngài cũng có vợ là Du Già La, có con là La Hầu La. Nghĩa là khác với mình cái gì? Người khác là trong cái sanh già bệnh chết, Ngài thấy cái bất sanh, bất già, bất bệnh, bất chết. Mình không thấy cái đó. Mà cái đó ở đâu? Ở ngay trong xác thân, ngay trong cái sanh già bệnh chết này. Mà chúng ta không nhận được. Thành ra hàng ngày chúng ta sống nó từng sát na. Đi thì cũng bằng cái bất tử. Đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm. Đều do cái bất tử này điều khiển. Thế mà mình có hay biết gì đâu. Cũng giống như cái hình hồn. Người ở sau cái giật dây dụi, hình hồn nó ca hát, nó múa tay. Mình tưởng đâu hình hồn ca hát, đâu mấy hình hồn ca hát. Mà chính là người giật dây dụi nó mới là chánh. Thành ra ở đây cũng vậy. Cái bất tử là điều khiển hết cuộc sống này. Thành ra chúng ta thường nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nói bằng miệng, đi bằng chân. Thật là nó trật, nó không đúng lắm. Phải nói thấy bằng cái bất tử, bằng linh hồn, nghe bằng linh hồn, ngửi bằng linh hồn. Tôi thường thường đi Phật tử là tôi hỏi cái chỗ đó trước tiên. Niệm Phật bằng cái gì? Bằng miệng. Sai. Không miệng niệm Phật được không? Nhất được như tưởng. Mà nếu không có cái bất tử là không niệm Phật được. Chỉ có niệm Phật bằng tư tưởng đó.
thì chết thì sanh về cõi tư tưởng là cảnh giới tốt. Còn lặng lẽ mà niệm Phật, tư tưởng mà đừng dính mắc vào tư tưởng, để có biết thì trở về cái biết đó là Phật. Nó đại khái vậy. Nhưng mà đi tới cái đó là khó đấy. Chúng ta phải qua thời gian tu tập cho giữ nó. Nó nằm ở trong xác thân này. Thành ra hôm nay tôi muốn nói về vấn đề của đạo Phật. Nghe không? Nó hơi khó. Thành ra bây giờ chúng ta trở về vấn đề đạo Phật. Thì pháp môn nào cũng vậy, dù ngoại đạo cũng vậy. Thì có giới, có định, có tuệ, có ba cái đó thôi. Nghe không? Giới là thuộc về xác thân, định nó thuộc về cái tâm, còn huệ là cái diệu dụng của tâm, cái sáng suốt của tâm. Thì cái này tuy là giống nhau, trường học cũng phải có giới định tuệ, nhà nước cũng phải có giới định tuệ, ở gia đình cũng có phải giới định tuệ. Thì cái giới của trường học là kỷ luật, cái định là học sinh phải nghe lời thầy giáo, tập trung vào cái câu thầy giáo giảng. Còn cái huệ là khi giảng rồi nó sáng suốt, thông minh, nó trả lời được, đó là cái huệ. Còn nhà nước thì lấy cái pháp lực làm giới. Và người dân, người cán bộ cũng phải y theo pháp lực. Mà muốn giữ được cái pháp lực cho đúng thì cán bộ cũng phải có định tâm, tức là ý chí mạnh để thắng lướt những cái tham nhũng. Mà nếu mà thắng lướt được tham nhũng là con người của cán bộ là có trí tuệ sáng suốt, có cái sự thông minh. Còn người ngu là gặp cái tham nhũng là làm liền. Chẳng hạn như bây giờ, không những Việt Nam mà cả thế giới đang tham nhũng, nhất là Trung Quốc kể tới Việt Nam, bây giờ khổ vô cùng. Vì mạnh cán bộ tham nhũng, mạnh người dân tham nhũng, phá hoại của công, thì chúng ta nhan nhản chúng ta thấy rồi. Thì do cái gì? Do thiếu cái trí tuệ, thiếu cái thông minh sáng suốt. Mà muốn thông minh sáng suốt thì phải cái tâm, phải định, phải tập trung vào một cái đối tượng nào, đừng có mà tán loạn, đừng có tạp niệm. Mà muốn tập trung vậy thì phải giữ giới đàng hoàng. Thành ra cuối cùng là nó liên can với nhau chặt chẽ. Còn đạo Phật không phải như vậy, có đó là giới định tuệ của người trời. Còn đạo Phật thì thấy rằng cái sắc thân giới, cái tâm đè nén tập trung là định, cái thông minh sáng suốt toàn là cái hiện tượng của cái chân tâm. Chân tâm thì có một thôi, mà từ đó nó sanh ra giới định tuệ của người trời, của bốn đường ác. Tụi tham nhũng nó cũng có giới định tuệ vậy. Chẳng hạn ăn cướp thì nó cũng có cái kỷ luật của lâu la đầu đảng của nó. Thì trưởng toán, trưởng ăn cướp, nó đầu đảng ăn cướp thì phải điều khiển. Tụi lâu la mà điều khiển thì tất nhiên phải có giới. Nó muốn ăn cướp chỗ nào nó cũng phải có tổ chức của nó. Rồi nó định là nó phải điều khiển được cái đó, thì mấy đứa nó nghe thì cái tâm nó định, nó tập trung, nó mới lấy của người ta được. Mà nếu tập trung được, nó biết cách, thì đó là nó cũng có sự thông minh của nó. Mà thông minh của ăn cướp, thông minh của sự sa đọa. Thành ra giới định tuệ nó khắp nơi. Chỉ có Đức Phật mà giảng giới định tuệ người trời rồi, xong rồi qua giới định tuệ của Bát Nhã, tức là giới định tuệ của đạo Phật, cái bất tử. Tức là giới là định là tuệ, giới là thân, định là cái tâm, cái vọng tâm. Và huệ là cái thông minh sáng suốt, đều phát hiện từ cái chân tâm. Mà chân tâm thì không có tu tập, nó có từ vô lượng kiếp rồi, nó cứ vậy, nó chuyển biến hoài giống như cái dòng nước vậy. Dòng nước chân tâm luôn luôn chảy như vậy. Rồi khi có cái vọng tâm là tham sân si, khi có cái nhọn gió bát phong, tham sân si nổi lên thì làm cho cái chân tâm này nổi sóng, chứ không phải chân tâm là nổi sóng. Dòng nước thì luôn luôn nó chảy như vậy. Một khi có gió tới thì nó sao động, nó làm cho cái dòng nước thành ra sóng. Nhưng mà ngay trong cái sóng đó, dòng nước vẫn là dòng nước, nó không có tướng. Mà khi có tướng thì kêu là sóng. Chúng ta phải nghiền ngẫm cho sâu ở chỗ đó, chúng ta mới hiểu được đạo Phật. Đạo Phật thì đạo Phật lấy cái dòng nước linh hồn làm cái giới, cái định, cái tuệ. Thành ra giới định tuệ người trời được trực nhận trở về dòng nước. Tuy là khác nhưng mà là dòng nước thì có một thứ thôi. Chẳng hạn như tôi thường nói đó, cái xác thân của mình hồi 4 tuổi với xác thân mình 30 tuổi, xác thân mình 70 tuổi thì nói về xác thân là hoàn toàn khác nhau. Nhưng giờ nói về cái dòng nước linh hồn, cái nghiệp lực thì có một thôi. Thì hồi lúc mà 3 tuổi cũng linh hồn đó,
nhưng mà khi lên 40 tuổi cũng linh hồn đó, nhưng mà xác thân hoàn toàn khác, cái tư tưởng hoàn toàn khác. Rồi lên tới 70 tuổi thì cũng cái đó. Rồi khi chết đi thì cái xác thân chết, còn cái linh hồn thì nó vẫn tiếp tục, nó có sanh đâu mà nó diệt, thì nó cứ trôi chảy hoài. Rồi từ đó nếu mà còn tham sân si, còn cái gió bát phong nữa, thì nương vào cái dòng nước linh hồn tạo cái xác thân mới. Thì cái đó đạo Phật là luân hồi. Nếu mình sống về cái sống xác thân thì mình tiếp tục đau khổ. Còn nếu mình sống về cái dòng nước linh hồn thì chấm dứt luân hồi sinh tử ngay bây giờ và tại đây. Thành ra niết bàn của đạo Phật không phải ở trên trời dưới đất, ở ngay trong cuộc sống và ở ngay trong cái xác thân sanh diệt này, sanh già bệnh chết này, ở ngay trong cái cuộc sống đau khổ này. Có một cái gì không hề đau khổ, nghĩa là người tu theo đạo Phật là thấy tất cả, sống như mọi người mà nhất định là không dính mắc cái gì hết. Thì danh từ ngoài đời nó còn kêu là không ghiền một cái gì hết. Thì cái ghiền là cái dính mắc, kêu là tập đế, tập là thói quen. Cũng như cha mẹ sanh ra là không biết uống rượu, ai mà đẻ con ra mà nó biết uống rượu bao giờ, nó 2-3 tuổi, 4-5 tuổi nó biết uống đâu. Thì nó phải tập ra xã hội, rồi làm thầy giáo, làm đi làm cán bộ, rồi bắt đầu đi mời tiệc, rồi uống. Mà nó không biết uống thì uống một chút, nó cay xé à, có bác sĩ gì đó nói thôi nó cay xé à, chứ đừng có sợ con ghiền rượu, con nhất định là không ghiền đâu. Tôi nói chết chết, một lần thì nó không ghiền, hai lần nó cũng chưa ghiền, uống 3 lần, 4 lần cái bắt đầu nó quen. Thì cái quen đó là tập đế đấy. Rồi sau cái tới giờ không có rượu nó nhớ lại, thì không phải cái miệng mình đòi rượu đâu, không phải xác thân đòi, mà chính tư tưởng nó nhớ lại. Thì cái tư tưởng là nguyên nhân của luân hồi sinh tử, của đau khổ. Mà tư tưởng là phải làm tới làm lui nhiều lần, mà hãy làm tới làm lui nhiều lần thì thành cái thói quen và có kinh nghiệm. Kinh nghiệm giữa uống rượu nó xa đỏ, rồi sau uống nhiều quen rồi thì cái tử lượng mình mạnh lắm. Bắt đầu uống có một ly nhỏ là sai, bây giờ 10 ly cũng chưa sai nữa, là do cái thói quen. Thì nói về rượu thì thuốc cũng vậy, nhưng mà người tu thì khôn hơn, ngoại đạo khôn hơn một chút. Bỏ hết sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ rồi dứt hết, thì lợi ghiền cái cảm giác về cõi trời. Không có lợi dụng bên ngoài thì đi vào bên trong. Ngồi thiền niệm Phật, đếm từ 1 tới 10, niệm Phật cõi đếm, thì bắt đầu có cái cảm giác hỷ lạc, lúc mất lúc có. Rồi qua tới khỏi cần niệm Phật nữa thì cái hỷ lạc nó tràn hết thân thể, nó liên tục. Mà khi cái khỏi cần niệm Phật nữa thì chìm đắm trạng thái niệm Phật, là vô tới đó mất thân, còn có tư tưởng và cảm giác thôi. Thì cái này say mê á, tôi từng đi cái này là tôi say mê á, không còn muốn ăn uống, không còn muốn bên ngoài gì hết trơn á, chỉ cần làm sao kiếm chỗ ngồi thiền đang mà chìm đắm trong cái trạng thái niệm Phật này thôi. Thì chúng ta thấy ghê gớm đó. Tới chừng Đức Phật nói cái này con vẫn dính mắt, dính mắt cái cao thượng mà Như Lai thì cao thượng vẫn là dính mắt, cái xiền vàng thì nó vẫn là xiền, dù làm gì nó cũng trói cột con thôi. Nhưng mà trói cột con vì cảnh giới cao, mà thời gian rồi con nhàm chán rồi con trở lại cảnh giới thấp nữa thì lẫn quẩn. Tôi thấy có hiểu được cái đó, tôi nói thôi cái này sai nữa, sai nữa thì bao lên cảnh giới cao nữa. Tới không thích ăn mặc ở bệnh, sắc tài danh lợi bên ngoài, nó trong trong kinh kêu là đoàn thực, ăn tiêu quá rồi ỉa ra phẩn, rồi xúc thực là không có ăn nữa, nhập định 7 ngày 7 tháng 7 năm, đâu có ăn uống gì, không có tiêu tiểu gì hết đó. Thì hưởng lấy cái xúc thực, thì xúc thực đâu có ỉa đâu có gì, đâu có ăn gì đặc chất đâu, thì cái này sướng lắm, không có cầu tiêu không có gì hết trơn á. Rồi qua tới cái này thấy còn cảm giác, mất cảm giác là đau khổ. Rồi bây giờ đi tới là tư niệm thực, tức là sống bằng tư tưởng thôi, không xác thân, không cảm giác luôn. Sống bằng cái tư tưởng suy nghĩ, tưởng tượng cái cảnh giới này, cảnh giới kia, tưởng Phật A-di-đà, tưởng này kia, rồi chìm đắm trong cảnh giới đó.
thì cái này là không có cảm giác hỷ lạc, mà cái cảm giác này là cảm giác hỷ lạc trái hình, tức là tư tưởng nó cũng hỷ lạc mà nó không có xác thân, thành ra cái hỷ lạc mình không nhận được nó. Thì mấy người tu không vô biên, thức vô biên, vô sủ phi phi tưởng, thường lầm cái này. Tôi tới vô sủ xứ đó thì ngoại đạo cho là A-la-hán, còn phi phi tưởng là cho là Như Lai. Chỉ có Thái tử Siddhartha mới thấy nó sai lầm. Rồi mà tự đi tìm lấy là trong cái này nó có một cái bất tử nằm trong đó. Mình cứ nhập vào tứ thiền, cứ không vô biên mà đừng dính mắc vào nó. Tức là chẳng hạn như tôi nói giờ tôi đi, thì có chữ tôi vô đó là có tư tưởng tôi, tức là tư tưởng đấy. Tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, cái bụng tôi phồng xẹp, mông tôi đụng đất rồi cái cảm giác của tôi đau đớn, tôi dễ chịu, tôi khó chịu, tôi nhức nhối, rồi cái thân tôi chết thì tôi chết. Bị lấy cái thân, lấy cảm giác là mình, thì cảm giác xác thân thì chết rồi. Cảm giác 8 tiếng nó đứt thì tôi chết. Còn bây giờ tôi đi, tôi biết tôi đi, thì cái thân đi có biết không có đi. Rồi tôi đi lẹ, đi chậm, thì cái thân đi lẹ, thân đi chậm, chứ cái biết không có chậm. Rồi cảm giác của dây thần kinh dễ chịu, thì tôi biết dễ chịu, thì cái biết không có dễ chịu mà cảm giác dễ chịu. Thì cứ thế chúng ta nhận được cái biết này, rồi chúng ta đi vào tất cả. Đây là qua đạo Phật. Nhưng mà khó à, nói thì chúng ta có thể tạm hiểu được, vì mấy chục năm tôi mới trình bày được tương đối sáng tỏ. Nhưng mà chính tôi cũng chưa sống được như vậy. Mà có sống được thì không biết đúng hay không. Vì giữa cái tư tưởng mà nhị thiền đó, thì nó giống như là quả thánh thứ nhị, giống hệt thôi, mà giả, đồ nhái, đồ dỗm vậy đó. Rồi tới tam thiền, tứ thiền thì nó giống như quả thánh thứ ba, bất lai. Tới tứ thiền sắc giới đó, thì nó giống như A-la-hán, nhất là vô sở xứ. Rồi tới phi phi tưởng thì nó giống hệt như Như Lai. Thành ra làm sao mà nhận được cho nó đúng đây? Hay là chúng ta thấy là cả một vấn đề khó khăn. Mà do cái chỗ đó mà Đức Phật của chúng ta mới nói sao? Thôi thời gian này qua nhập lưu thiệt khó lắm, không khéo là mấy con lọt vào ngũ âm ma. Nhất là Thủ Lăng Nghiêm nói rất rành về cái vấn đề đó. Giữa cái tư tưởng và bát nhã nó khác nhau sao, thì Thủ Lăng Nghiêm trình bày tương đối sáng tỏ, tương đối thôi. Tức là nghe mình có thể ráng đọc tới đọc lui vài chục lần mình hiểu được. Nhưng mà khi thực chứng trong đó rồi mình không phân biệt được. Đúng rồi. Cái lý thuyết thì vậy đó. Nhưng mà khi mình tu hạ thủ công phu rồi, như tôi mấy kỳ mà qua bát nhã tới giờ tôi cũng lưỡng lự hoài. Hồi xưa mà tôi bị cái chân mà sưng đó, thì tôi ngâm ở trong nước muối đó. Rồi nước sôi sùng sục á, tôi đơ cái chân tôi hơi tới hơi lui, tôi dìm ở trong đó. Rồi nó nóng là lên tới trái ốc đó. Mà tôi vẫn để cái chân được. Thì tôi nghĩ cái đó là bát nhã. Tôi lắng nghe cái đau. Trong cái đau có một cái gì không hề đau. Thì có Phật tử nói, sư nói vậy cho con nghe. Trong cái đau có một cái gì đau quá xá. Sư không có, không đau. Bây giờ tôi làm không được. Bây giờ tôi làm không được. Bây giờ nước là tôi để bớt bớt bụi đục vô thấy còn đau tôi phải giật ra đó. Không có như hồi xưa nữa. Hồi xưa tôi cứ lầm có đó là bát nhã, nhưng tôi thấy là không phải. Thì tôi bị bệnh trĩ nữa, không ai đau đớn cho bằng bệnh trĩ. Khi nó chín rồi đó, khi mà chích cái thuốc hoại tử gì đó, ông Năm Hôn ở đây, ông nói bữa nay là 7 bữa ngày xưa chích thuốc hoại tử, chưa đau lắm nha. Chưa chuẩn bị, tôi nói bây giờ phải chịu thôi, vì nó thúi rồi, nó như chục chết vậy. Thì ông lấy kia ông chích vô, tôi nói khoan à, ông để tôi nằm đàng hoàng, tôi lắng nghe. Ông chích vô, trời ơi, nó đau lên tới trên ốc. Thì mồ hôi tôi ra ướt hết, mà tôi nằm êm re, không có nhúc nhích. Lắng nghe nó chứ nhúc, rồi trong cái đau mình đi thẳng vào cái đau, lắng nghe cái đau đó. Thì ông ghim gì ghim, nó đau quá trời, nhưng mà tôi không có nhúc nhích, thì tôi lắng nghe được. Rồi tôi tưởng cái này là bát nhã, 100%. Rồi ông Năm Hôn cũng thấy lâu quá lòng, tới năm mục mà. Cười từ mục này tới mục khác, ổng rồi. Hỏi sư còn sống không sư? Tôi nói còn. Tôi còn sống, nói sư nằm êm re vậy. Con tính sư đạp con á,
Con chuẩn bị là siêu đạp con đỡ, chứ mà con không chuẩn bị là con té chết luôn. Con bị đạp té mấy lần rồi. Người nào mà chích cái này đau quá rồi giận cái chửi thề rồi tống con một đạp con té nhào. Thì bây giờ con chuẩn bị mà siêu tống một cái là con đỡ liền. Con vừa làm mà vừa chuẩn bị. Thì tôi nói còn tôi còn sống không có chết. Nói sao siêu nằm êm re vậy, con tưởng đâu siêu chết. Tôi nói đau quá rồi, bây giờ nằm êm re chứ. Ông nói làm sao mà siêu lắng nghe là sao. Tôi nói để một chút tôi giảng ông chứ bây giờ đau quá không có giảng được. Ông chết thì ông cho tôi. Ông nói còn 2 mục nữa nghe sư. Tôi nói thì ông ghim đi, để tôi chuẩn bị rồi tôi lắng nghe rồi ông cứ ghim. Thì tôi lắng nghe tới hết. Thì tôi tưởng này là bát nhã, nhưng bây giờ tôi làm không được. Thì tôi biết cái này là tam thiền tứ thiền. Tứ tứ thiền là cõi bất động đó, tức là gió bát phong với là tam tai không đụng tới người lúc thiền, người tứ thiền đúng lúc nhập á. Còn xuất ra thì còn, còn bất lai lúc nào cũng vậy, không có nhập xuất. Mà tôi thì chắc không phải bất lai mà thuộc về tam thiền với tứ thiền. Lúc mà tôi lắng nghe là tôi tập trung á, thì nó đau tôi biết đau, tôi đè nó xuống, cái định lực tôi mạnh hơn cái đau. Vậy cái chỗ đó cái đau thì nó có thì 1.000 ký thôi, cái định lực tôi 1.000 mốt, thành ra tôi có thể lắng nghe, tôi chịu đựng được. Mồ hôi nó ra ướt y hết. Tôi nói ông không thấy mồ hôi tôi ra ướt sao? Ông nói tôi không đau, bộ xưa không đau hả? Tôi nói đau chứ, đau tới ướt y hết. Ông coi cái y tôi mồ hôi ướt mềm hết như tắm. Thì qua mấy kỳ đó là tôi cứ lầm đó là bát nhã. Sau này tôi đi sâu tu sâu rồi, rồi tôi bây giờ tới mà bị ấy tôi ngâm muối ngâm lại không được, không có ngâm được nữa. Hồi xưa tôi ngồi một cái là 9 tiếng, còn bây giờ chừng tiếng mấy 2 tiếng là hết ngồi được rồi. Hồi xưa mình còn trẻ mới có ba mấy à, sức khỏe còn, điều kiện đầy đủ. Còn bây giờ 70 mấy rồi, gối mỏi da dùng rồi, làm sao nhập lại được. Được. Thành ra mình thấy mà đối Thái tử Siddhartha ta đi 2 ông thầy dạy ổng nhập định được rồi. Rồi cuối cùng 2 ông thầy giao lợi cho ổng, không, Thái tử không chịu bỏ đi ngày. 2 ông thầy thôi miên Thái tử, bắt buộc Thái tử phải lại. Thì Thái tử thôi miên lại ông thầy. Cuối cùng thầy thua. Thua là già rồi, định lực làm sao bằng Thái tử được. Thì Thái tử thôi miên lại ông thầy, ai thầy nghe Thái tử dạy đủ thứ rồi. Thái tử vỗ vai rồi từ giã ông thầy ra đi. Thì trong kinh kể lại, chứ còn 2 ông thầy không cho Thái tử đi. Biết là con người độc đáo có thể thay thế mình làm sư phụ, làm trưởng đoàn được. Nhưng mà Thái tử không chịu, thì khi từ giã 2 ông thầy mới thôi miên Thái tử. Đặng cho ngài mê là ngài nghe lời của ông thầy dạy, không ngờ Thái tử thôi miên lại. Lúc đó Thái tử cũng chưa thành Phật đâu, nhưng mà định lực quá mạnh. Thì ngày còn trẻ mà, còn 2 ông thầy đã già cú rồi. Thì cuối cùng 2 ông thầy phải chịu phép là cho ngài đi một cách vui vẻ. Thì cái tứ thiền đó là cái pháp môn của điều kiện, đủ điều kiện mới nhập được, thiếu điều kiện rồi là mất. Thành ra nó cứ lên xuống, nó sa đọa. Thành ra ông Quốc Đầu Lâm Phất đó là ông cõi trời phi phi tưởng, tương tự Như Lai. Mà vì con chim, mà con chim, con cá mà nó đốt mồi, ông nghe rồi bằng cái tiếng là sắp nổ. Đốt mồi thì mình còn khí, mình lắng nghe lắm, còn không nghe tiếng. Mà đêm mà con cá nó đốt mồi, nó thanh tịnh quá, mà ông đang nhập đồ phi phi tưởng rồi, thì ông nghe như là cái tiếng nổ của trời gầm. Ông bực mình, ông nói tao mãi là tao ăn thịt tụi bay. Thì sau khi ổng xả thiền ra rồi, ổng nhớ là ổng nổi sân, thì ổng chết ông sa đọa thành con chim phi ly, chuyên môn ăn cá đó. Thì chúng ta biết cái sân của người tu mà đè nén nó, mà sân thì sân dữ lắm, có chút xíu mà sân cho tới đọa làm súc sanh. Từ cõi trời phi phi tưởng là tương đương tương tự như Như Lai, mà sa đọa xuống một cái làm súc sanh. Thành ra tôi gặp rồi tôi ngán, rồi tôi nói ra tôi đấu trị là không được. Nó được nhất thời thôi, mà khi không nhập lợi thì nó vẫn sa đọa với cái gì á. Tu hãy mà nổi sân một cái thì dùng chỉ đè nén niệm Phật, mà không được niệm cho giữ nó. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 không xong, niệm Phật khỏi đếm không xong nữa, niệm khỏi cần niệm Phật thì trừ được cái hỷ. Mà trừ được không, tạm thì được. Rồi nó chửi thêm nữa đó, thì qua cái lạc là chìm đắm trạng thái đó. Mà không được nữa thì sao, thì quýnh lộn lập chém nhau.
Cái khó khăn của đạo Phật với ngoại đạo là chỗ vậy. Còn đạo Phật qua Bát Nhã thì lắng nghe, có tiếng chửi chứ không có người bị chửi, không có người nghe. Người bị chửi là ngũ uẩn, tiếng chửi là ngũ uẩn, và người chửi, người bị chửi đều là tiến trình của năm uẩn, đều nằm ở trong cái chân chân không. Chân không là cái gì? Cái lặng lẽ. Lặng lẽ là gì? Giờ kêu là năng lực đó. Năng lực, ai có đi học lớp 12 thì biết năng lực là cái gì. Năng lực không là cái gì hết, mà là tất cả. Năng lực rồi, khi nó chuyển biến chậm, năng lực thì có thể nói là như cái vùng hào quang, như cái vùng nước, như cái vùng biển. Rồi khi nó chuyển biến chậm lại thì nó cô động thành ra điện tử, điện tử âm, điện tử dương. Rồi một điện tử âm, một điện tử dương thì đó kêu là hydro. Còn 16 điện tử âm, 16 điện tử dương thì kêu là oxy. Thì muốn cho hydro thành oxy thì thêm 15 điện tử vô nữa. Còn vàng là 180 điện tử, bạc là 108 điện tử, đồng là 64 điện tử. Ai có học thì biết. Như vậy là cái thân thể chúng ta, sự vật bên ngoài toàn là điện tử không? Chứ đâu có thiệt. Do những cái điện tử mà trong đạo Phật thường kêu là trần, di trần. Trong khoa học thường kêu là điện tử. Thì cái đó chỉ có ông Einstein mới tìm ra thôi. Hồi xưa thì đối với khoa học đó, vật chất là vật chất, tinh thần là tinh thần, chứ không thể nói tinh thần mà biến ra vật chất được. Nó có đó nói dốc. Tôi đưa cái tay đây tôi tụng chú, hồi trên tay có ổ bánh mì. Thì quý vị nghe nói ông sư nói dốc. Nhưng mà nếu tôi có thần thông, bánh mì là gì? Là điện tử. Còn chú là gì? Là điện tử. Rồi tôi niệm âm thanh là gì? Là điện tử. Thì tôi cô hộp những cái đó lại. Vì bánh mì là điện tử, cô hộp đủ chất liệu thì bánh mì nó hiện ra. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc thức thì không, không thức thì sắc. Vật chất tức là tinh thần rất là vật chất. Thành ông Einstein mới thấy là không gian mặt phẳng thì hai chiều, không gian thì ba chiều. Còn bây giờ còn có một cái chiều gì nữa thay đổi vật chất thì đó là chiều thứ tư, là chiều thời gian. Ông mới chìm ra không gian bốn chiều. Từ đó mới bắt đầu có bơm nguyên tử. Ông nói tất cả vũ trụ này đều là điện tử hết. Rồi khi bắn bỏ điện tử thì thành gì? Biến mất thành một cái luồng, kêu là luồng năng lực. Thì đạo Phật kêu đó là thức biến. Nhưng mà khoa học cũng còn sai đó. Thì đạo Phật nói năng lực đó không phải là năng lực cuối cùng. Đó là cảm giác. Cảm giác thì có tướng, còn năng lực là không có tướng, chỉ có hình thôi. Rồi tới cõi trời sắc giới mới thấy được cái năng lực của cõi trời dục giới là có tướng. Thì mới tu cao hơn là qua cõi trời sắc giới. Thì đó là cảm giác. Cảm giác cũng có hình tướng nha. Cảm giác dễ chịu, khó chịu, lạc thọ, khổ thọ có hình tướng. Thì cõi trời sắc giới không thấy, cõi trời vô sắc thấy có hình tướng. Còn bất lai thì khỏi nói rồi. Đó, rồi lên tới tư tưởng. Thì cảm giác có hình tướng thì qua tư tưởng không có hình tướng. Thật ra tư tưởng cũng có hình tướng. Thành ra mắt dị tu bây giờ trên Hy Mã Lạp Sơn bên Ấn Độ đã dùng tư tưởng ta nói chuyện với nhau. Rồi quý vị dùng điện thoại di động là gì? Là tư tưởng. Cái dùng tư tưởng mình nói ở trong điện thoại đó, được cái tư tưởng nó bay qua bển, nó bển nó mới tiếp xúc được cái tư tưởng này, rồi nó trả lời bằng tư tưởng. Còn mấy thầy tu người ta cao hơn, ta không cần cái điện thoại di động, ta ngồi kiết già gì đâu, người ta phóng tư tưởng ra bển, bắt được tư tưởng, hai người nói bằng tư tưởng thì không có ai biết hết, là chỉ có hai người biết với nhau, trừ ra những người cao hơn thì biết. Thì cũng giống điện thoại di động thôi. Thì điện thoại di động đó trong Thủ Lăng Nghiêm kêu đó là bủ bối của quý vị. Còn cái kia nó không dùng bố bối, mà chính nó con người người ta luyện thành cái đó. Chẳng hạn như quý vị giờ muốn đi qua Mỹ thì quý vị phải nhờ cái bố bối là phản lực hay là trực thăng. Còn nếu người tu đắc như tôi, tu đắc tôi có thể dùng sắc thân tôi bay qua Mỹ, không cần phản lực gì hết. Thì tất nhiên mấy người mà dùng sắc thân bay là phải cao hơn, dĩ nhiên là cao hơn. Nhưng mà phải là đạo Phật không? Không phải. Nếu còn tham sân si, đây là cõi trời sắc giới vô sắc. Còn cõi trời dục giới như mấy nhà bác học bây giờ rồi phải nhờ cái bủ bối là máy bay qua được.
phải nhờ điện thoại di động mới cùng nói chuyện nhau được. Còn mấy cái cõi trời cao hơn, người ta sẽ về cái đó. Chỉ có dứt được tham sân si thì mới là đạo Phật. Đạo Phật thì tiền bạc cũng không thua gì, bởi vì nó vẫn là điện tử, nó là năng lực thôi. Mà năng lực cuối cùng đâu phải là vật chất. Vật chất nó biến thành cảm giác biến thành tư tưởng biến thành ý chí là nghiệp. Nghiệp rồi đó chuyển qua nữa mới là nhận lại, mới thành ra năng lực. Thì đó là linh hồn. Cuối cùng còn có linh hồn là cái năng lực độc đáo nhất. Mà linh hồn thì chỉ có hình, không có tướng. Cái hình dòng nước, quý vị ra ngoài biển, quý vị nhìn cái dòng nước chảy thì đó là linh hồn của quý vị, giống giống vậy. Rồi khi mà có gió thổi nó làm cho cái dòng nước biển nổi sóng thì đây là sắc thân của quý vị. Sắc, thọ, tưởng, hành đều phát hiện từ cái dòng nước thức. Thức tức là năng lực. Đại khái là như vậy. Nhưng mà đi sâu thì không phải vậy nha. Nếu tu tập thì tôi giải thích là 10 năm á. Còn cái này đại khái cho quý vị biết cái vấn đề của mình. Như vậy thì tịnh độ lại cái gì? Đó, cái sự lầm giữa tịnh độ và quế độ. Thì cái lượng sống đó tức là cõi quế độ, cõi chúng ta bây giờ. Chúng ta không nhận được cái dòng nước, mà chúng ta nhận cái xác thân này, cái cảm giác này, cái tư tưởng này, cái ý chí này là ta. Mà không ngờ tất cả cái này được phát hiện từ dòng nước. Nương vào dòng nước để chứ không phải dòng nước sanh ra nó, mà nó nương vào dòng nước để nó tạo nổi sống. Rồi chúng ta cứ sống theo cái sống. Rồi sống theo cái sống thì phải có việc. Sống nó lên rồi lên cao, tới cuối cùng nó xuống rồi nó chấm dứt. Nhưng mà cái linh hồn đâu có chấm dứt. Linh hồn đời đời kiếp kiếp nó vậy, còn kêu là thần thức nữa. Còn kêu là ai lại gia thức nữa. Thì tùy quý vị. Từng kêu là hư vô di tế nữa. Từng kêu là chân vọng hòa hợp. Nếu đi theo cái linh hồn này mà chuyển biến nhanh nữa tới bất biến thì thành ra niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Thành ra niết bàn tịch tịnh là bất biến, đứng lặng. Còn cái dòng nước linh hồn đứng lặng nhưng mà chuyển biến. Do đứng lặng cho nên chân, do chuyển biến cho nên dòng chân vọng hòa hợp. Rồi khi mà đi tới bất biến là chân hoàn toàn. Nhưng bại thừa nói coi chừng lòng. Bất biến có nghĩa là chuyển biến thần tốc, quá nhanh. Thành ra mình thấy dường như nó bất biến, chứ thật sự là nó chuyển biến. Thì cái này là khác nhau giữa tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa thì đứng lặng bất biến là hết rồi đó, đắc quả là hán. Đại thừa nó không được, nó không có cái gì bất biến hết đó. Bất biến tức là chuyển biến một cách thần tốc. Đó, kinh Thủ Lăng Nghiêm ạ, chữ thần tốc rất hay. Thì phải dùng cái đứng lặng bất biến này, thần tốc này để bao trùm tùy thuận trở lại giáo hóa chúng sanh, mà luôn luôn vẫn là thần tốc, luôn vẫn đứng lặng thần tốc, thì đây mới thật sự là Như Lai. Còn quý vị trở về cái đứng lặng bất biến rồi an trụ trong đó, nằm ở trong đó là quá thành vụ, đây chưa phải là Như Lai. Thì bây giờ cuối cùng đó, tới đó là tôi nói đại khái thôi. Thì Đức Phật nói bây giờ muốn tu qua cái đó thì các con thấy được cái đứng lặng chuyển biến rất khó. Thì có hai cái cảnh giới, hai cõi. Một cái cõi quế độ là do tư tưởng của quý vị, tư tưởng thiện và ác tạo nên. Mà thiện ác thì cũng là cái xiềng cây, xiềng vàng thì cũng vẫn là đau khổ thôi, có hình tướng. Thì phải sanh già bệnh chết thôi. Còn một cái cõi sát na của linh hồn thì trong kinh nó kêu là cõi tịnh độ, tức là cõi của Phật A-di-đà, của tất cả các chư Phật. Là do cái trí tuệ. Thì hãy mà cái dòng nước lên hồn kêu là trí tuệ, còn cái lượng sống nó kêu là tư tưởng. Thì tư tưởng với trí tuệ không bao giờ tách rời được, mà không phải một mà không phải hai. Một cái thì đứng lặng chuyển biến, một cái thì sao động chuyển biến. Mà sao động chuyển biến trong cái đứng lặng chuyển biến và đứng lặng chuyển biến trong cái sao động chuyển biến thì Phật tử phải về ngồi thiền cho nhiều thì mới hiểu, chứ tôi giảng là không có hiểu nổi. Mỗi người phải về bắt kiết già như vậy. Mà muốn hiểu sâu thì phải ngồi kiết già thôi. Còn ngồi bán già thì lâu hiểu lắm. Còn ngồi bà già nữa thì thôi, không biết tới bây giờ mới hiểu, kêu ngồi xổm rồi chồm hổm vậy đó. Rồi bỏ hai chân sau đó, nó không có quân bình. Cái thân thể mình đó nó giúp cho mình đi tới cái Phật tánh.
Bây giờ Phật tánh nằm ngay trong thân thể, mà thân thể bất an, thân thể là bất thường, thì cái Phật tánh nó không hiện được. Thành ra đối đạo Phật như người mà thiếu căn là không thể xuất gia được. Cái cơ thể nó bất thường, mà cơ thể lên là cái chỗ nương của Phật tánh, từ Phật tánh mà mới là phát hiện ra cơ thể, từ cơ thể mới nhận lại cái Phật tánh. Thì chúng ta thấy sống là nương vào dòng nước để mà phát hiện ra sống, rồi nương vào cái sống để chúng ta nhận lại cái dòng nước, nhận lại thôi. Thành ra nương vào cái xác thân này để nhận lại cái bất tử, còn cái xác thân phải nương vào cái bất tử để mà sanh ra, để phát hiện ra. Thành ra hai pháp môn. Nếu chúng ta tu theo xác thân thì chúng ta phải cải sửa. Nào, cải sửa đó là từ ở trong cái bất tử chúng ta cải sửa, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tới phi phi tưởng, thì lẫn quẩn tu tới hưởng tưởng giới. Còn từ cái sắc thọ tưởng hành thức tới sắc thân cảm giác, chúng ta nhận lại cái bất tử, cái đó là nhận lại. Nhưng mà sắc thân thì không nhận, bị nó thô kệch quá đi, u lì. Cái cảm giác là dễ nhận nhất, cảm giác của nhị thiền, tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì khó nhận. Bởi vì vừa tạp niệm vừa nhất niệm. Rồi tới chừng mà khỏi cần niệm Phật, vẫn có niệm Phật thì đây là nhất niệm. Thì từ đây nhận lại cái bất tử rất dễ. Còn qua tới tứ không là toàn tư tưởng không thì khó nhận. Cái này cao hơn cảm giác nhưng mà khó nhận, thì không có tình cảm được, sống hoàn toàn là tư tưởng không. Thành ra cái Phật tánh là phải có tư tưởng như cảm giác nó quân bình. Thành ra nơi xác thân này mà thiếu căn, con người bất thường. Thành ra tôi gặp Phật tử tôi thường nhìn con mắt, con mắt ba tròng, tam bạch. Bên đây tròng trắng, bên đây tròng trắng, ở dưới cái tròng trắng nữa là ba tam bạch. Tức là con người mất quân bình ở trong cơ thể. Con người dù buồn vui lẫn lộn. Hôm nay trời nhẹ lên cao mà tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn. Buồn mà không có lý cớ. Muốn vui là vui, muốn buồn là buồn, hãy buồn thì quậy. Rồi qua cái buồn thì ăn năn sám hối. Rồi hãy buồn tới nữa thì quậy nữa. Con người bất thường. Thành ra muốn nhận Phật tánh phải là con người bình thường. Còn qua thứ tứ thiền sống tư tưởng không là con người phi thường. Vượt khỏi cái thường thì khó nhận. Còn các vị thánh là con người siêu thường. Nghĩa là sống ở trong cái con người bất thường, bình thường, phi thường, họ vẫn không dính mắc, họ vượt lên hết. Thì đại khái là như vậy. Thì quý vị phải cố gắng. Thành ra cái tu đạo Phật là phải đủ căn lành. Thành ra ngồi thiền mà theo sư trưởng Minh Đăng Quang là không kiết già được, là không xuất gia được. Thì khất sĩ là làm Phật chứ không phải làm người trời. Mà ngồi bán già thì có thể làm người trời. Mà người trời thì lẫn quẩn. Hết thước rồi thì xuống dốc nữa, xuống dốc rồi bò lên nữa. Từ lớp 1 bò tới lớp 7, lớp 8, lớp 12 rồi rớt xuống lớp 1 nữa. Vì lo ăn chơi không, làm mất trí. Còn đạo Phật thì không có hưởng thụ, không có giới cấm thủ. Khi mà đã thông minh sáng suốt rồi, từ đó lợi dụng cái thông minh để nhận lại cái bất tử. Còn chúng ta được thông minh rồi, chúng ta giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng cõi trời, tạo ra đủ cái vật chất đầy đủ để mà hưởng thụ, nhất là thời buổi này. Tôi thấy mà mấy bà nào giữ giới đó, người nào nó cũng thông minh đó. Mà thông minh thì làm tiền hay lắm, mau giàu lắm. Chúng ta lại thấy mấy người dân tộc thiểu số đó, họ làm cực khổ, làm rẫy. Năm này qua tháng khác, sân bón, xịt thuốc này kia cực khổ. 2-3 tháng đem ra bán. Thì cái gì 10 ngàn mà có khi bán ế, bán lợi 5-6 ngàn đó mà về kiếm gạo ăn. Còn mấy người chợ Phật tử đó thì khôn. Ở đó, cái chỗ đó thì mua rẻ rồi. Rồi chứa lại ngày mai, hãy có giá thì bán. Tôi kêu là đầu cơ tích trữ chợ đen vậy đó. Thành ra người không mà nó giàu vô cùng. Nhật công mà người ta bán 10 ngàn mình không có làm gì trên, mình mua lợi chừng 5 ngàn, 7 ngàn, ngày mai bán 30 ngàn. Lời 2-30 ngàn, không có tốn một xúc mồ hôi nữa. Rồi tới bây giờ thương mại cũng vậy. Mấy cái hãng lớn đó, nó bán rồi nó kêu bằng cái gì đó, khuyến mãi. Bán 1 cho 1, hay bán 10 cho 1, khuyến khích. Rồi khi bán rẻ nữa,
bán lỗ vốn á. Mấy cái tiệm nhỏ đi theo thì tỏ tỉa luôn, là phá sản. Làm sao sống nổi, mình lấy cái số sản, lấy số tiền lời mình ăn, mà bây giờ bán lỗ thì làm sao, hay là bán vốn thì lấy đâu mà ăn, thì đứt vốn luôn. Rồi mấy cái mà tiệm lớn thì bây giờ một năm bây giờ nó đói, nó cũng không đói, nó có một số vốn tài sản lớn. Nó chơi vậy chứ vậy, cho mấy cái tiệm nhỏ này phá sản. Rồi bắt đầu nó tăng giá gấp ba, lấy lời cái tiền mà nó lỗ. Nó tính khôn. Rồi cuối cùng năm cái xí nghiệp thì dứt, 10 cái xí nghiệp thì dứt hết chín cái, còn có mình nó thôi, mặc sức bán giá nào bán. Thay vì đó 10 ngàn là tôi bán còn 5 ngàn hay 7 ngàn cho lỗ chơi. Rồi bây giờ 10 ngàn tôi tăng 50 ngàn, phải mua thôi, không mua nó còn ai nữa, còn mình tôi. Thì lấy lợi mấy mấy hồi. Do cái chỗ đó mà có chiến tranh, chiến tranh giữa dân chủ và cộng sản. Sẵn là mấy người nghèo bị phá sản, rồi họ phải chống lại thôi. Thì bây giờ tôi thấy cũng tiếp tục con đường đó thôi. Con đường đó thôi. Rồi cũng tiền bạc thôi. Anh đã từ thế giới cho tới quốc gia, từ quốc gia cho tới xã hội, từ xã hội cho tới gia đình, cũng tiền bạc thôi. Vợ chồng anh em gì cũng hiểu lầm nhau là do tiền bạc. Có tiền là có làm tiên làm Phật được mà. Có tiền là hết ý rồi, cái gì cũng được hết. Thì quý vị phải coi chừng cái đó, người Phật tử là làm sao đừng có dính mắc vào tiền. Đừng dính mắc không có nghĩa là bỏ hết, không phải vậy. Nhưng mà biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. Mình phải biết sống giản dị. Như tôi giờ đưa tiền tôi xài cái gì bây giờ? Tôi không hút thuốc, không uống rượu. Tôi không có Honda, không có là điện thoại di động, điện thoại bàn, tôi không có xài cái gì hết đó. Thì khỏe thôi. Thì có cái ăn, có cái bệnh. Thì tôi già bây giờ ấy cho mình lần tôi sống đơn giản. Giờ phải tiền thuốc, tiền sữa, ăn sữa đâu, nó nặng. Chứ còn nếu mà quý vị là tu cho đàng hoàng, quý vị đâu có ít có bệnh đâu. Nếu quý vị làm nó mà ăn cái miệng thì nó kiện cái thân. Mệt chết mồ luôn. Quý vị đừng tưởng mấy người tỷ phú giàu đó sung sướng, lo chết mồ đi. Có tiền thì mấy người tham nhũng, mấy cơ quan, mấy ông lớn thì để ý tới mình. Tụi nghèo ăn cướp nó ghét mình. Rồi mấy cái hãng cùng là mình, nó cạnh tranh với mình. Nó đủ thứ khổ sở. Ta nói của thuộc năm nhà ta chẳng có. Thân này vốn là tứ đại, vốn không ta, năm nhà là gì? Chính phủ tịch thâu. Sau khi mà chợ đen chợ đỏ, là vợ con phá tán là hai, lửa đốt nước trôi là bốn, ăn cướp cướp giật là năm. Cuối cùng nó có gì, càng giàu chừng nào càng đau khổ chừng đấy. Rồi có người đi xuất gia rồi bây giờ chùa to cột lớn xin tiền để cất chùa. Mình ở bao nhiêu cái thây ma có chút xíu này không đầy là 2 thước nữa, mà cất cái chùa cho thật lớn. Rồi có người là chết làm cái mã, rồi bên chùa kêu là cái gì, cái tháp, cái tháp tốn gần 2 tỷ bạc. Ở Trà Vinh mình cũng có, tôi nói là trời luôn. Còn các nơi thì bây giờ mấy hòa thượng lớn là chưa chết đã làm cái tháp sẵn rồi, đã đúc cái hòm vô đó mà 2 tỷ mấy. Làm ở bên cái dòng thành giống như cái thành đền vua. Tôi đến tôi coi tôi lắc đầu. Rồi là làm kiến cái chén gì đó cắt ra màu xanh màu đỏ này kia rồi tháp lên. Rồi cái tháp cao mấy tầng. Chi vậy? Thì cũng thấy thay ma thú quắc thôi chứ gì đâu, dễ vô hòm bởi giờ vài chục năm nó cũng đã hết. Cái linh hồn là mất tiêu rồi mà không khéo sa đọa nữa. Còn thích tiền bạc, còn thích này kia là còn trở lại cõi này nữa. Thì thôi tôi nói vậy là Phật tử biết cõi này là khổ rồi. Thì Phật Thích Ca mới tương ký rằng thôi, ta giới thiệu pháp môn tịnh độ. Chứ hồi thời ngày ngày không có chịu giảng tịnh độ. A Di Đà là gì? Là Thích Ca. Có Thích Ca rồi cần gì A Di Đà? Vậy chứ giáo hội Phật Thích Ca không phải là giáo hội A Di Đà sao? Giống hệt. Nhưng quá đó là cái cõi quế độ. Nhưng mà quế với tịnh ăn thua cái tâm thôi. Thì quế độ nhưng mà cái tâm mình thanh tịnh, mà bên cõi tịnh độ mà tâm không thanh tịnh thì cũng thành quế. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó quan trọng. Vì cái cõi kia là của Phật Di Đà.
tức là Phật lập, còn cõi này là dân lập. Rồi chúng sanh này khổ quá không có thầy mới la lối ôm xòm, mới năn nỉ Phật Thích Ca mới nhảy vô dạy. Thì cái trường này không phải của Phật Thích Ca, Ngài làm giáo chủ mà cái trường này đã tạo sẵn rồi, kêu là trường dân lập, tức là chúng ta tạo rồi. Phật Thích Ca vì từ bi mới nhảy vô đây dạy. Còn cõi Phật A Di Đà là tự Ngài tạo ra bằng 48 lời nguyện. Bằng 48 lời nguyện của Ngài. Thành ra chúng ta coi chúng ta không hiểu. Thành ra có người nói là cõi Phật A Di Đà ở đâu, thì trong kinh nói cách đây 10 muôn ước cõi có một thế giới cực lạc. Thật ra có đó đúng không? Nói đúng thì sai, mà nói không đúng thì trật. Kinh nói thì phải đúng thôi, nhưng mà cái mục đích kinh nó không phải nói như vậy. Thành ra có người nói trời ơi, cõi Phật A Di Đà như vậy rồi, về đó là đi cúng dường tư Phật rồi trở về kịp cái bữa ăn trưa. Hãy có ăn thì phải có ỉa. Như vậy thì thế giới cực lạc cũng vô giấy rồi, cực lạc cái gì? Chúng ta hiểu là hiểu cái sự. Thì kinh nào cũng vậy, đạo Phật là có sự và có lý. Thế giới cực lạc là thế giới vô lượng vô biên. Thế giới không có không gian rồi, đâu có hướng Tây hướng gì. Nhưng mà vì chúng sanh không thể đi về đó được. Để tôi giải sơ thôi. Khi nào tỷ là chúng ta hãy nói lại. Thế giới đó thì nhập lưu nhất dẫn lai bất lai cũng không về được nữa. Nếu không có A-di-đà tiếp dẫn, không có sự phát nguyện, chỉ có A-la-hán là đi được thôi. Mà nếu mà phát nguyện A-di-đà tiếp dẫn rồi đó thì bây giờ ở hạ phẩm hạ sanh, người trời hay phạm tội ngũ nghịch, mà nếu điều tha thiết lúc chết rồi A-di-đà vẫn tiếp dẫn như thường. Đó là cái đặc biệt của pháp môn tịnh độ. Chỉ có cái đó là Đức Phật Thích Ca nói à, chứ không phải tôi không có đặt thêm cái gì hết đó. Thì chúng ta nên nhớ cái chỗ đó. Thôi bây giờ chúng ta trở lại cái tịnh độ. Thành ra hướng Tây hướng mặt trời lặn cách đây mười mấy cõi đó là trong kinh nói để chúng ta tập trung rằng chúng ta nhất niệm. Mà nhất niệm mới cảm được cái vô niệm của A-di-đà. Còn tạp niệm là không bao giờ giảng sanh. Mà nhất niệm mà phát nguyện, không phát nguyện thì về cõi trời thôi. Dẫu A-di-đà tiếp dẫn cũng không biết được mình có câu đâu. Nó nhất niệm là về cõi trời, chứ làm sao mà về cõi Phật A Di Đà được. Bất lai đó là vô niệm rồi đó, mà 3/4 đó mà không phát nguyện vẫn không về. Thì chúng ta thấy có phát nguyện rất là quan trọng. Thành ra ở ngoài bên quế độ đó thì giới định tuệ, duy tuệ thiên nghiệp, nắm cái tuệ là đủ rồi. Còn tôi thì tôi thấy tính hạnh nguyện, duy nguyện vãng sanh, nắm được cái nguyện là vãng sanh rồi. Thì tịnh độ cũng có 3 cái là hành, tính, nguyện. Hành là giới, tính là định, nguyện là huệ. Thì duy huệ thiện nghiệp thì duy nguyện vãng sanh. Thì chúng ta thấy cái hành đó tức là niệm Phật 6 chữ hoặc 4 chữ. Mà có người nói là 4 chữ là bất kính không vãng sanh. Thì tôi hỏi chứ niệm Phật bằng cái gì? Phải bằng miệng, phải bằng chữ không? A-di-đà đâu phải là A-di-đà. Cái tâm Di-đà mới phải. Còn cái danh từ đó ăn túa gì? Giờ tôi khỏi A-di-đà nữa, tôi niệm Phật, Phật không mà. Tôi phát nguyện, tôi nhớ A-di-đà, tôi vẫn vãng sanh như thường. Còn bây giờ tôi khỏi niệm nữa, tôi chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật A-di-đà không, thì tôi vẫn vãng sanh. Thành ra cái quan trọng là cái ý nghiệp chứ không phải là thân khẩu. Nhưng mà không thân khẩu làm sao đi được cái ý. Có người thì niệm Phật 4 chữ lần chuỗi muốn chết mà chưa nhất niệm. Còn người tu cao rồi, tôi không cần chuỗi, không cần niệm Phật, tôi ngồi đây tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tôi vẫn vãng sanh. Thì cái này phải những người căn cơ cao, tức là tu lâu rồi. Nên tôi lần đó tôi cũng ít có niệm Phật lắm. Tôi nhớ Phật, nghĩ Phật. Bây giờ giảng vãng pháp thì tôi cũng nhớ nghĩ Phật thôi. Thì đang giảng pháp được chết thì tôi vẫn vãng sanh được như thường. Trừ khi nào đứt đoạn tôi không nhớ thì cái đó không nói được. Thành ra mình phải hiểu đạo Phật cho nó đúng. Cho nó đúng là đạo Phật luôn luôn lấy cái tâm. Tâm là gì? Là cái nhận thức làm quan trọng. Mà nhận thức phải nhất niệm, tức là vọng thiện thì A-di-đà mới tiếp dẫn. Còn vọng ác là tạp niệm, A-di-đà không tiếp dẫn được. Như vậy thì chúng ta trở lại là pháp môn tịnh độ. Hành
thì chúng ta phải niệm 4 chữ hoặc 6 chữ. Nghe không? Thì muốn niệm 6 chữ, 4 chữ cũng được, hoặc là nhớ Phật, nghĩ Phật, cái này cao. Nghe không? Thì muốn niệm được như vậy thì quý vị phải giữ giới. Nếu không giữ giới là không niệm được. Giữ giới 5 giới: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn đó là không làm các điều ác, mà tịnh độ là pháp môn đại thừa, vừa độ mình vừa độ người khác. Thì phải 5 điều lành nữa: không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục, không nói dối phải nói lời chân thật dịu dàng, không dùng các chất sai, nhất là rượu, mà còn phải quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì cái này tôi gặp quý vị tôi thường bắt trả bài đó. Người Phật tử là phải vậy, tôi dễ mà khó. Thành ra cuối cùng là người Phật tử gặp tôi là phải trả về 5 giới và 5 điều lành. Rồi sau đó là phải biết tại sao mình cầu vãng sanh vì sức cực lạc. Thì do cái cõi này nó 8 khổ. Mà thật sự có 8 khổ không? Mà nói không có 8 khổ là trật, mà nói có 8 khổ là sai. Thì cái đó quý vị phải nhớ. Thì cái ông gì ông viết thơ hỏi tôi đó, hồi xưa nói là địa ngục không có. Tôi đâu có nói địa ngục không có, mà tôi đâu có nói địa ngục là có. Xưa nói địa tạng cũng không có, tôi không có nói gì đó. Nói gì tội nghiệp tôi. Tôi nói địa tạng có là sai, mà không có là trật. Cái gì cũng có và không là tùy theo cái nhìn của mình. Mà tất cả cái gì có là cũng là cái cố chấp của mình, mình chụp mũ lấy. Còn thật sự nó không có hình tướng. Không, hình tướng là không phải là không có. Nó chỉ có cái vùng hào quang thôi. Hào quang là có thật. Chỉ có cái chân tâm thôi. Và đại khái là vậy. Nghe không? Thì quý vị về phải nắm giữ 5 giới điều ác rồi 5 điều lành. Nghe không? Rồi phải quán cuộc đời này sở dĩ khổ đau là do 8 khổ. Mà cái nền tảng của khổ đó chính là cái tiến trình 5 quẩn. Mà tiến trình 5 quẩn thì sắc là gì, thọ là tưởng, hành thức là cái gì. Thì cái tưởng quẩn là nguyên nhân chánh. Thì tôi nói sơ vậy thôi. Đó là xong cái hành. Còn cái định quý vị phải niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật gọi đếm thì khó vãng sanh. Muốn vãng sanh phải nhờ thêm 3 hộ niệm và nhất là người khai thị. Còn tới mà khỏi cần niệm Phật nữa thì và chìm đắm trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm thì hơi khó, cái này quá cao. Thì 2 cái này có thể tự lực vãng sanh. Nhưng mà coi chừng, coi chừng cái nghiệp nghịch chiều. Thì trong kinh A Di Đà có nói đó, bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin. Xá lợi Phất, ông nên hiểu biết. Thấy không? Là muốn vãng sanh phước đức nó phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Há sợi lì phất, há chút căn lành nhân duyên phước đức mà thành đạo sao. Muốn vãng sanh phải thiện căn phước đức nhân duyên. Có nhiều người có thiện căn là niệm Phật một cách tha thiết, đi hộ niệm đủ thứ hết, phước đức là tới gần chết hấp hối. Có biết bao nhiêu người bạn đạo để hộ niệm sướng quá rồi, nhưng mà nhân duyên nghịch chiều, gia đình chống đối. Gia đình thấy là cái gì mà lợi đồ ôm cái người sắp chết con tôi mà tôi không cho tôi hôn hết. Rồi mẹ tôi, mấy đứa con mẹ tôi mà không cho tôi hỏi thăm hôn hết gì hết. Rồi đỡ dậy hôn hết hỏi thăm mẹ này kia, không cho. Pháp môn tịnh độ tối kỵ. Còn quyến luyến là không lãng sanh. Do đó mà người này đủ căn lành mà cuối cùng xuống sành xuất sanh do cái sân dẫn. Thì đây tôi không kể câu chuyện, bị thì giờ nó không có. Thì đại khái là vậy. Thì cái định là phải niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, nhờ thêm 3 hội niệm. Giờ khỏi cần niệm Phật thì đủ điều kiện để vãng sanh. Còn cái thứ ba là phát nguyện. Nếu mà quên phát nguyện là sanh về cõi trời thôi. Mà phát nguyện là phải tha thiết. Mà như thế nào là tha thiết? Tha thiết là phải nhất niệm. Như thế nào là nhất niệm thì tôi đã giảng rồi. Có người nói tới 10 ngàn câu một ngày chứ. Có người nói tới 100 ngàn câu một ngày. Có người tôi nói tới 3 giờ sâu một ngày. Có người nói tới 10 sâu. Có người nói 20 sâu. Vậy nhất niệm không sư? Tôi nói không cái nào nhất niệm hết. Nhất niệm không phải ở nhiều. Chúng ta cứ lấy cái hình thức mà chúng ta quên cái nội dung. Bây giờ tôi niệm Phật một ngày 10 câu thôi mà tôi nhất niệm hết 9 câu. Còn người kia niệm một ngày 100 ngàn câu mà nhất niệm có 5 câu thì tất nhiên thua người nấy.
Nhất niệm tức là niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ Phật, từ trong A-lại-da nó tràn ra, không có tư tưởng tạp niệm xen vô. Còn mới A-di-đà Phật có 3 tiếng thì bắt đầu nó tạp niệm, rồi trở lại tới 4 câu cái nó tạp niệm, rồi trở lại 5 câu nó tạp niệm nữa, thì không giảng sanh được. Dầu có niệm được 10.000 câu, nhất niệm chừng 5-7 câu thì chết rồi. Thành đối với vị phải hiểu đạo Phật cho rành, cái nhất niệm là ở tâm chứ không phải ở niệm Phật nhiều ít. Thì thời mạt pháp này một lần nữa tôi cũng năn nỉ Phật tử là tùy pháp môn lựa chọn, cái nào hợp mình thì cứ tu. Nhưng mà thời này tôi thấy nó gấp quá rồi, khó mà qua thánh quả được. Chứ tôi hồi xưa là, tôi nói thật, tôi không thích tịnh độ. Đúng ra là tại tôi không hiểu. Mà không hiểu là tịnh độ là nói dốc. Cái gì mà niệm Phật mà tạp niệm, từng có giết cha mẹ thôi mà giết người ta, rồi bây giờ ăn năn sám hối lại, mà giờ phút cuối cùng mà được nhất niệm nhớ Phật thì vẫn vãng sanh như thường. Mình thấy nó vô lý. Một cái nhân quả thì sao? Rồi mình tạo biết bao nhiêu nghiệp ác, bây giờ hồi đầu lại một cái rồi cái nhân quả nó vẫn còn đó. Mà trả như thế nào mà đối nghiệp vãng sanh là sao? Chả hiểu gì hết. Thấy nó vô lý. Nhưng bây giờ tôi qua cái sát na, tôi hiểu được thế giới của sát na, thế giới chu kỳ, thì tôi nói là tịnh độ chắc chắn là phải có thôi. Mà sát na thì bây giờ ít ai hiểu được. Kinh Kim Cang là nói rành cái đó. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Chỉ có cái tâm hiện tiền thôi. Mà tâm hiện tiền thì không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, thì bữa nào rảnh tôi sẽ nói về mấy cái đó. Mà không có đó là không hiểu tịnh độ được. Mà tại sao tịnh độ là thế giới sát na lợi có hình tướng? Tôi đã cũng thắc mắc cái đó. Nhưng mà sau này coi 48 lời nguyện mới biết, do 48 lời nguyện này, đó là Đức Phật gạt chúng ta thôi. Kìa như các thứ chim nào Di Đà biến quá tiên rau pháp thiện, nó không có mạng căn. Qua bên đó mà giết mấy con chim đó là không có tội, không có ý nghiệp thôi, thân nghiệp khẩu nghiệp cũng có. Còn con chim ở đây là nó có mạng căn của nó, nó thù quán. Thế giới cực lạc giống như cái giấc chim bao. Thì thôi đại khái như vậy. Vì một lần nữa tôi cũng xin cầu chúc quý vị cố gắng tu pháp môn tịnh độ. Và muốn có niềm tin vững nữa thì chúng ta tìm hiểu thì nó hơi khó đấy. Còn nếu không thì cứ nhắm mắt mà tin đi. Nhắm mắt đó thuộc về mê tín. Nhưng mà mê tín thiện. Có hai thứ mê tín. Mê tín ác là tin vào ngoại đạo, tin những người không có chứng đắc, thì chúng ta sẽ sao đọa xuống đường ác. Còn cái này tin Phật, tin vào Đứng Như Lai thì xa sẽ giảng sanh về cõi trời. Còn nếu phát nguyện nó về cõi Phật, mà về cõi Phật 100 người, 100 người thành Như Lai, thì cái khởi mạt pháp này mà nói nhất niệm người trời mà thành Như Lai thì ít có ai mà không có pháp môn nào dám nói hết. Chỉ có pháp môn tịnh độ thôi. Thành ra người ta chê pháp môn tịnh độ là tha lực. Thì tôi thấy cái nào cũng tha lực hết á. Nhưng mà pháp môn tịnh độ tin vào tha lực nhiều hơn tự lực. Còn tất cả pháp môn khác thì tịnh lực, định lực, tự lực nhiều hơn tha lực. Chứ không có cái nào mà hoàn toàn tự lực hết trơn á. Rồi thời Phật Thích Ca thì cũng nương vào Phật Thích Ca. Phật Thích Ca chết rồi phải nương vào pháp môn, nương vào thiện nam tín nữ. Ông ăn, ông uống, ông ngủ, ông ở, ông giờ làm sao mà tu được. Nhưng mà cái đó tha lực ít. Còn tự lực mình tu, tự mình hành, tự mình thành chánh giác thì tự lực. Còn cái này là phải phát nguyện A-di-đà tiếp dẫn con, thì cái đó là tự lực nhiều hơn. Thôi đại khái như vậy. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A-di-đà Phật.